Rồi thì tiếp theo rồi mình chỉ động em. Rồi tiếp theo nha, nhìn lại. Thôi đèn sớm rồi. Không lẽ càng ngày càng rút lại luôn hả? Tại vì nó gầy. Còn mấy cái này em một là lót mũi, em ăn đi làm hay đi tiệc bé? Em đi tiệc xong đâu quất đâu 10 phân luôn đi. Thôi chị em hay không được đâu. Không phải 34 phân 10 phân nó nhỏ. Size nó nhỏ hơn mấy hàng 7 phân. Nhưng mà gót to dễ đi mà. Nếu mà em không thì em mang mấy dạy size này. Em đi không có quen. Tại cho em nó hơi ốm á, sợ mà nhỏ nữa cái mang nó bị rộng. Em mang em đứng lên á, em đứng lên chân em nó còn bè ra. Cái đó 7 phân à em. À lấy một chiếc nữa phải không cưng? Lấy một chiếc nữa cho em nó hay. Cái này mà nếu mà em có rộng rộng chút xíu á, lót cái miếng đệm phía sau gót cũng được. Em mua bốn về lại lót băng cá nhân em đi á. Vậy hả? Vậy mới vẫn giữ được cái chân của em. Ở đây chỉ có miếng mút kìa, tí chị cho. Còn mấy cái băng cá nhân nó mỏng dánh nè, nó chỉ giống như đi cho không bị chày xước chân thôi. Nhưng mà đi chút xíu xe nè, kéo gót về sao bé? Bé này nó đi quen, nó không có bị tuột. Đâu, tại vì biết sao dài, gần dài của chị nhiều khi mới đôi chị đi chị mang rộng thì cũng vẫn kéo ra làm sao đi không giữ. Cứ cứ chọn đi chút xíu, dụ như chị đệm cho miếng cho. Nhiều khi cái chân bên tay phải của mình á nó to hơn cái chân bên tay trái. Giống như bàn tay mình cũng vậy nữa. Bên thuận bên nghịch á, nó nào nó thuận thì nó to hơn. À. Em thử coi, em thử cái đâu màu đỏ coi nó vừa không? Nhiều khi tùy theo cái form nữa. Có đôi nó vừa, có đôi nó không vừa, nên cứ thử vô chân thử. Cái nào dễ chịu, dễ đi là... Em mặc với đầm màu gì? Đầm trắng. Đầm trắng hả? Nếu được thì em có mang màu đỏ không? Đầm trắng lên đỏ nhìn nó ấy hơn, nó nổi dài hơn. Cái này dành cho mấy cái người mà bị rớt gót. Người đứa nó còn nhỏ hơn chân em á, chân em còn có size mang, có cái đứa nó còn chân còn nhỏ hơn á. Thử thử chơi thôi, chung chị thấy đâu mà da đẹp. Chân thử chơi thôi, cái da đâu mà da rồi, cái gót cũng đẹp mà cái nó tay nữa thì. Cõi sợ rớt, sợ gì hết luôn. Còn mấy cái này cũng không biết đâu. Ý là chị dễ cho xét cho em đi thôi ha. Móc đỡ thôi, khi nào mình đi thì mình xiết dây vô. Rồi bước lại đây có cái gương nè, đi thế nào thoải mái hơn. Không, nó bằng cỡ à, cũng 7 phân à. Chỉ khác một cái bít, một cái có dây thôi. Cái dây tại vì ốm quá, cái nhìn nó lòi chân à. Biết là nó chắc thiệt nhưng mà nó lòi chân. Super stretch services.
Cái đó không có 34, cái đó 35 nhỏ nhất. Tùy theo phơm á. Hàng Việt Nam thì thường 35, 39. Mấy hàng phơm của em đang mang là hàng của Quảng Châu. Quảng Châu nó có 34 đến 38. Mấy cái đó đi bình thường, ví dụ như em không đi tiệc em đi bình thường luôn cũng được, đi chơi cũng được, dễ mang. Cái đó cũng 35 nhỏ nhất. Mấy hàng này 35 mới vừa đó. Ba mươi lăm dãy bên kia á chứ, bên kia kìa, bên chỗ hàng bên dãy bên kia. Vừa không, vừa không bé? Ờ, tại cái kia 34, cái này 35 mà. 34 nó còn gớm nữa, hồi 35 sao vô. Cái này có 34, có 34 màu già. 34 nè. Nó có màu da với màu đen. Da nó chỉ đưa em thử đầu tiên, nó có màu trắng nè. Nó màu trắng nè bác. Quan trọng em mang sao em phải đứng lên em đi nha. Đi cái nào coi nó chắc cái chân, để khi ngồi nó khác, khi đứng lên nó tuột. Đó, gớt, giật. Không được rồi, không được rồi. Cái này phải điểm cái đỏ rồi trước. Ừ. Để mấy gót phía sau. Cái này đi cũng được. Ừ. Cái này mấy phân chị, 5 phân đúng không? À 6 phân em, thấp hơn cái kia chút xíu. Thấp hơn. Thì giống như nó thấp thì nó không có chuối nhiều. Càng lên cao thì cái độ chuối nó càng cao. Em tháo rồi đi chị ấy giùm cho. Gót được hơn á hai. Cái đó là thầy cho em hả? Cho em đi tới đâu luôn. Lót gót đi, lót gót được hơn lót mũi á. Lót gót á. Lót gót này em mới đi lấy cái miếng lót gót về nó chưa lấy cái sò lót. Ví dụ cái đó là vậy, cái lót đó là giống lót dán nè. Đúng rồi, dán phía sau gót thôi em. Lót nó thử viên đôi thử luôn coi. Đi được không? Được. Lót vậy đi được các chị. Ờ. Em xém luôn á. Em kéo ra tay, em kéo cái gót lên ra làm sao là không bao giờ gót em đi đâu không gì gót. Lại già vết ai mang một thời gian nó có tự lót cái. Nhưng mà chút xíu lót cái lấy cái đôi, lấy cái đôi màu kem lót vô cho em. Đúng, cái màu lên nó mềm cái đó. Cái này
Nhưng mà em mặc cái đầm màu trắng á, một á là em mang cái đôi giày màu trắng, hai là màu da hoặc là màu đỏ luôn, chứ đừng mang màu đen. Màu đen lên màu trắng nó không có đẹp. Nói chung là mình thích là được. Chứ giờ không lẽ mình mặc cái đầm màu trắng mà mốt màu đen mình không xài. Ừ. Chứ em thích là được. Ăn thua mình khối à. Màu trắng đẹp hơn. Ừ. Trắng nó đẹp lên đẹp. Tới hồi nó đen rồi, tới hồi nó dơ là em mới chán nó dài rồi. Nó thật. Đen thì lúc nào cũng có, thì trắng lâu lâu mới có nha. Trắng đi chứ. Trắng thì nó sang. Trắng thì nó sang. Mọi giờ nó phải giống như đường dưới quê, đường đá, đường cát, đường sợ nó dơ. Đường đa anh chứ thì có gì đường cát nữa. Chị ở miền Tây nên chị nói cái giọng giống như của miền Tây luôn, đừng cát. Hả? Miền Tây? Tiền Giang. À. Nói ra cái đường cát liền. Trời giờ ra nó chán hết trơn rồi. Sợ dơ thì vô nhà hàng ngồi chỗ đó cho đứng đi luôn. Ra. Em ăn tiệc ở trên đây hay ở dưới tỉnh? Em ở Lâm Đồng chị. À Lâm Đồng. Mình ra đường lên xe ngồi rồi. Cái xe em đi này em cũng dễ thấy hơn cái đôi lúc nãy. Tại vậy không mà sao đi nó có gì quá. Nó chuối. Thì càng càng cao như em bước càng cao lên thì nó càng chuối hơn là em đi dưới thấp vậy đó. Mà nó nhích có một miếng hả hai? Ừ. Mà em biết sao, cái da này là da mờ nên nó sẽ mềm da hơn cái da bóng hồi nãy. Đúng rồi, da bóng nó cứng hơn. Nhưng mà càng lên cao là càng đẹp. Vì khoái mặt 7 phân à.